điều khiển trận đấu này là trọng tài Ngô Duy Lân. Trọng tài được đánh giá thì nói là rất cao hiện tại ở V-League. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì Thành phố Hồ Chí Minh là đội ra bóng trước trong trang phục áo đỏ quần trắng. Bảo vệ cầu môn phía tay trái, nếu theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay từ phút đầu tiên thì Thành phố Hồ Chí Minh đã tràn sang phần sân của đội chủ nhà Nam Định. Ở vòng đấu trước, hợp giữa Osokunan và Rodrigo, những pha quay người sút bóng của tiền đạo bên phía Nam Định thì anh đã sút trượt bóng, nhưng vừa rồi có thể coi là một tình huống tấn công có nét. Cả hai đội đều có những sự thừa thắng ở hàng thủ và xử lý hay của Đình Mạnh. Phút đầu tiên rất sôi động, vừa rồi là pha chọn bóng chính xác của Nguyễn Trọng Long. Osokunan ở trong tiếng vừa rồi, bàn thua đầu tiên của Phạm Văn Cường ở mùa giải năm nay. Osokunan đang chơi quá hay trong màu áo của Nam Định. Ở trận đấu trước gặp Gia Lai thì Osokunan đã không có tên trong đường xuất phát, nhưng ở trận đấu này khi chơi trên sân nhà, Conan đã lập công. Và người kiến tạo cho Osokunan đó không phải là ai khác, một cái tên cũng rất quen thuộc, Rodrigo Diaz. Một lối chơi quá quen thuộc của Nam Định của mùa giải năm nay, biết nhưng không làm gì được. Trận đấu tại V-League thực sự luôn rất căng thẳng. Coi Conan rất hay, và đỡ ngược sau đó tung móc bô lê rất hay của Osokunan. Suýt chút nữa thì Conan đã có bàn thắng thứ hai của mình ở trận đấu này. Rất quen thuộc, người chạm bóng trước đó vẫn là Rodrigo Diaz. Và tung móc vừa rồi làm chúng ta nhớ đến bàn thắng của Rodrigo trong màu áo của Quảng Nam vào lưới của câu lạc bộ Sài Gòn ở mùa giải năm trước. Đội khách Thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Conan rất hay, Rodrigo quay dứt điểm. Của Rodrigo Diaz tiếp tục là một pha phối hợp giữa Osokunan và Rodrigo, nhưng ở một góc vừa rồi thì dứt điểm bằng chân phải. Thực sự khó cho Rodrigo. Lý Nguyễn không phải một cú dứt điểm mà là một tình huống phối hợp. Aparo cùng là Paulo lại dứt điểm. Và chưa thì không được sự chuẩn lợi dành cho số 1 bên phía đội khách. Một lần nữa thì thủ thành Vinh Xuân Việt lại ôm gọn trái bóng. Từ chơi bóng rất đồng đội của Lý Nguyễn. Văn Thuận rất hay, Lý Nguyễn có và đỡ ngực của Lý Nguyên, bóng đi hơi dài. Ngay sau khi có sự điều chỉnh với hàng tiền vệ thì Đỗ Văn Thuận đã tung ra một đường chuyền rất hay dành cho Lý Nguyên. Rất may trong tiếng vừa rồi thì số 24 bên Thành phố Hồ Chí Minh đã có một tình huống đỡ ngực, có thể nói là bóng đi hơi dài. Trọng Long bên trái, đó là Trần Đình Khương. Ngay cả các trung vệ của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang dâng rất cao. Lý Nguyễn, Lâm Tị Phong, Đỗ Văn Thuận,
vẫn còn, không có lỗi việt vị. Lý Nguyễn dứt điểm, nguy hiểm. Vị trí dứt điểm rất giống với bàn thắng của Lý Nguyễn trong trận đấu gặp Thanh Hóa ở vòng đấu thứ 9. Vừa rồi là một tình huống phối hợp rất hay của Thành phố Hồ Chí Minh. Chắc chắn ở trong tình huống đầu tiên không có lỗi việt vị của Lâm Thi Phong, chắc chắn là như vậy. Lâm Thi Phong còn đứng trên Wesley Santos rất nhiều. Pha xử lý quá gọn gàng đến từ Lý Nguyễn. Thực sự vừa rồi có thể coi là pha dứt điểm nguy hiểm nhất của Thành phố Hồ Chí Minh kể từ đầu trận đấu. Một mùa giải có thể nói là rất hay của tiền đạo mặc áo đội tuyển quốc gia. Coi bàn thắng đến với Thành phố Hồ Chí Minh, và cái tên mà các cầu thủ Nam Định sẽ phải để ý tới đó là Lâm Thi Phong, một những cái tên chơi hay nhất của Thành phố Hồ Chí Minh trong hiệp thi đấu đầu tiên. Một thoáng mất tập trung của bộ đôi trung vệ Wesley Santos và Minh Nghĩa. Rõ ràng hiệp thi đấu thứ hai thì hàng phòng ngự của Nam Định sẽ phải chịu nhiều sức ép hơn rất nhiều. Khác với tình huống hãm ngực của Lý Nguyễn trong hiệp thi đấu đầu tiên thì vừa rồi chính là một tình huống hãm ngực rất hay đến từ Lâm Thi Phong. Không có lỗi việt vị nào cả. Có thể thấy là vị trí đứng của Minh Nghĩa cũng như Wesley trong tình huống vừa rồi không thể bóng lót được kịp cho nhau. Chuyền bóng đó là Lý Nguyễn. Nam Định đã gục ngã ở tình huống không chiến. Tất cả các bóng áo vàng đã đứng sững lại sau pha đá phạt vừa rồi của Lý Nguyễn. Chúng ta sẽ xem lại ai là cầu thủ nâng tỷ số lên 2-0 cho, xin lỗi, nâng tỷ số lên 2-1 cho cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Niềm vui của các cổ động viên Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thiên Trường. Có lẽ người nâng tỷ số lên 2-1 đó là Lâm Thi Phong. Bàn thắng thứ hai của Lâm Thi Phong trong trận đấu này. Trước trận đấu này thì Lâm Thi Phong chưa có bàn thắng nào cả. Nhưng chỉ duy nhất trận đấu này thì anh đã có cho mình 2 bàn. Không một cầu thủ nào của Nam Định theo sát Lâm Thi Phong trong tình huống vừa rồi. Tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Junior Barros. Niềm vui của huấn luyện viên Bôn Kinh. Joshua Conan sẽ có một tình huống đá phạt trực tiếp cho cao thủ Nam Định. Lỗi đẩy sau của Đinh Khương và Joshua Conan. Go! Rất tuyệt vời. Rào chắn của Thành phố Hồ Chí Minh đã bị vỡ trong tình huống vừa rồi và họ đã phải trả giá. Lực sút của Rodrigo là rất mạnh. Xác là như vậy. Đây là những phút mà cao thủ Nam Định rất hay có bàn thắng ở mùa giải năm nay. Đình Sơn. Bàn thắng thứ 6 của Osokonan và anh đã nâng số bàn
anh bằng với Tiến Linh. Đây là một bàn thắng mà Osogonan có phần may mắn, nhưng rõ ràng chúng ta có thể thấy sức ép của hàng công Nam Định lên khung thành của Thành phố Hồ Chí Minh là lớn đến như thế nào. Không thể có bất kỳ một lỗi gì trong pha nâng tỷ số lên 3-2 của Osogonan cả. Bàn thắng là hợp lý và chắc chắn trận đấu sẽ rất hay, rất hay. Đây là các trợ lý của ông Park Hang-seo. Cú xử lý táo bạo của số 28 bên phía Nam Định. Thời gian bù giờ của hiệp thi đấu thứ hai là 5 phút. 5 phút cho những nỗ lực cuối cùng của Thành phố Hồ Chí Minh. Lỗi của Xuân Tân với Junior Barros. Chủ nhà sẽ cần rất phải thận trọng. Có vẻ như là Văn Hiếu đã phải nhận thẻ vàng thứ hai của trọng tài Ngô Duy Lân trong trận đấu này, và đây là thẻ đỏ. Rất đáng tiếc khi ở trận đấu sau, cầu thủ trẻ Văn Hiếu sẽ không thể góp mặt trong đội hình của Nam Định. Gần như không còn cơ hội cho thành phố nữa rồi. Điều gì đang xảy ra? Nếu như Lý Nguyễn phải nhận một thẻ vàng thì đây có lẽ là thẻ vàng thứ hai cầu thủ này. Như vậy là đã có thẻ đỏ cho Lý Nguyễn, không còn cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Một trận đấu có thể nói là rất đáng buồn. Thủ đang bị đau, đó là Hoàng Xuân Tân. Trận đấu rất hay của một thủ này mới 20 tuổi. 20 tuổi thôi nhưng đang chơi có thể nói là rất chững chạc. Tương đối tròn vai. Người đang đứng trước bóng đó là Lê Sĩ Minh. Rất hồi hộp. Thẻ vàng cho huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Thực sự ông cũng có lý do, khi cho rằng thời gian bù giờ là quá nhiều. Rất nhiều những bàn thắng đã đến từ những giây cuối cùng của thời gian bù giờ. Chúng ta cần nhớ rằng là ở bóng đấu trước thì Nam Định cũng vậy. Giây cuối cùng của thời gian bù giờ trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai thì Nam Định đã phải nhận một quả đền. Sự là rất nghiệt ngã. Không được. Cuối cùng thì tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. 3 điểm đã ở lại sân Thiên Trường. Chiến thắng ở trận đấu này thì Nam Định sẽ lọt vào top 6 đội mạnh nhất ở thời điểm hiện tại với 15 điểm có được. Chiến thắng thứ 5 ở mùa giải năm nay và là chiến thắng thứ 4 ở sân Thiên Trường. Trong khi đó thì với thất bại này thì Thành phố Hồ Chí Minh dậm chân ở vị trí thứ 12, họ chỉ xếp trên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sài Gòn với 10 điểm có được mà thôi. Một trận đấu rất hay, có thể nói là rất cảm xúc của cầu thủ cả hai bên. Một lần nữa thì Nam Định lại chứng tỏ sân Thiên Trường là một thánh địa của họ, niềm vui của rất nhiều những cổ động viên trên sân Thiên Trường, đặc biệt Osogonan. Cầu thủ đã có hai bàn thắng ở trận đấu năm nay, của hai bàn thắng ở trận đấu hôm nay và một bàn thắng của Rodrigo Diaz, người ghi hai bàn thắng cho Thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là Lâm Thi Phong. Ta có thể nhìn thấy cảm xúc của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ là như thế nào. Thật sự là quá mệt mỏi.